Hi, chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Gia Đình Food. Hôm nay mình vào bếp, mình thực hiện món nấu cá hồi, nấu măng chua. Ăn nó chua chua, ngọt ngọt. Mình ăn cùng với nệm bún tươi và một ít rau nữa. Rất là ngon và không bị ngán nhé. Các bạn nào thích ăn lẩu thì hãy cùng mình vào bếp để mình thực hiện cái món này nha. Nguyên liệu của mình ở đây thì mình có sử dụng là hai cái đầu cá hồi. Cá hồi thì mình mua về á, mình cắt bỏ cái phần mang đi và mình làm cho nó sạch ha. Và mình rửa bằng nước muối, mình rửa đi rửa lại được khoảng 3 lần và mình để cho thật ráo nước nhé. Cái phần cá hồi này mình sử dụng là hai cái đầu khoảng 1,5 kg. Mình đã làm sạch và mình chặt miếng ra rồi. Rau ở đây mình có sử dụng một ít này, dứa này, măng chua, một ít cà chua, gừng, hành, tỏi, ớt. Mình sử dụng thêm một ít ngò gai và ngò om cho nó thơm nha cả nhà. Ban đầu thì cái phần hành và tỏi, gừng mình sẽ cắt nhỏ nó ra và mình băm nhuyễn để mình ướp gia vị và mình phi cho nó thơm nhé. Cà chua thì mình sẽ cắt ra thành múi. Một ít thì mình sẽ cắt thành hạt lựu. Sau khi cắt xong mình để qua một bên. Dứa thì mình sẽ cắt thành những cái nát mỏng. Ngò gai và ngò om thì mình cắt khúc ra. Phần nguyên liệu sau khi mình đã chuẩn bị xong hết rồi, mình sẽ đi vào bước tiếp theo, mình ướp gia vị cho phần cá. Đây là phần cá mình đã rửa sạch rồi, mình đã ráo nước rồi. Mình sẽ sử dụng một cái tô thật là to, mình cho cá vào. Và bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào cho nó. Mình sẽ cho vào đây một ít hành băm, tỏi băm và gừng băm. Nửa thìa muối. Nửa thìa đường. Các bạn có thể thay thế đường bằng bột ngọt cũng được nhé. Và một thìa nhỏ hạt nêm cờ lo. Một ít tiêu. Sau khi mình ướp xong rồi mình sẽ sắp đều nó lên cho nó được thấm gia vị. Mình sẽ ướp cái phần cá này khoảng 20 phút. Trong lúc đợi cá của mình nó được thấm gia vị thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần rau. Rau ăn lẩu thì ở đây mình có sử dụng rau muống này. Mình đã nhặt bỏ lá và một ít bông chuối mình bào ha. Một ít rau lục bình mình cắt khúc, mình đã rửa sạch rồi. Bên cạnh đó thì mình ăn với bún tươi. Các bạn có thể ăn cùng với mì cũng được ha. Mình sẽ làm thêm cái phần nước chấm. Phần nước chấm ở đây thì mình có sử dụng tỏi, ớt và một ít gừng. Mình sẽ giã ra cho nó thơm. Thường thường thì làm nước mắm á, mình giã nó thơm hơn là mình băm. Sau khi mình giã nhuyễn xong ha, thì mình sẽ chuẩn bị ở đây mình sử dụng là 2 thìa nước mắm nè. Và mình cho thêm vào đây là nửa thìa đường, mình đánh tan ra. Cái phần nước mắm này mình sẽ làm để tí nữa mình ăn mình có thể chấm với cá. Rất là ngon. Và mình cho cái phần là tỏi, ớt, gừng vào. Mình đã có một chén nước mắm rất là đơn giản và thơm ngon rồi đó cả nhà. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình nấu lẩu ha. Mình bắt lên bếp một cái xoong, mình cho vào đây là 3 thìa dầu ăn.
dầu sôi rồi mình sẽ cho cái phần hành tỏi và gừng còn lại lúc nãy vào. Mình phi cho nó thơm lên. Sau khi thơm, sẽ cho cái phần cá vào. Ăn đầu cá hồi rất là bổ và tốt cho sức khỏe. Nên thường thường các bạn nào mà không quen ăn á, thì mình tập ăn rất là tốt nhé. Mình xào sơ như vậy cho cái cá của mình nó được thơm hơn và thấm gia vị hơn. Sau khi xào sơ khoảng 3 phút, bây giờ mình cho vào đây là 2 lít nước. Đợi cho phần nước sôi, mình sẽ hớt, mình bỏ cái bọt đi nhé. Trong quá trình đợi nước sôi thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo này. Mình cho vào đây một ít dầu ăn và một ít dầu màu điều. Để mình sốt cái phần cà chua. Và mình cho thêm vào đây một ít tỏi và một ít hành nhé. Mình cho cà chua vào. Mình sốt ra. Trong quá trình mình xào như vậy, cà chua của mình nó sẽ ra màu rất là đẹp. Thì mình cho vào nước nấu nhìn rất là ngon và bắt mắt nhé. Sau khi cà chua của mình nhừ rồi đó, mình sẽ cho luôn cái phần măng chua vào, mình xào sơ đi. Mình xào sơ khoảng 2 phút thôi, mình tắt bếp nha. Phần cá của mình đã sôi rồi nè. Mình vớt bỏ cái phần bọt đi. Mình sẽ nấu 10 phút cho cái phần cá của mình nó được chín. Sau khi cá chín rồi, mình sẽ cho cái phần măng chua và phần cà chua lúc nãy mình sốt vào. Cho tiếp phần dứa và cái phần cà chua vào. Lúc này nhìn cái nồi của mình màu sắc rất là ngon luôn. Và nhìn rất là thơm nha. Mình các bạn muốn ăn cay á, thì mình có thể cho thêm một ít sa tế vào ha. Cái vị cay của nó sẽ làm nó giảm đi cái vị tanh của cá. Và các bạn ăn nó rất là ngon. Ăn nó hơi cay cay the the rất là ngon nha. Bây giờ mình đợi cái phần nước của mình nó sôi lên rồi đó. Mình sẽ nêm nếm gia vị lại cho nó vừa ăn. Mình sẽ cho vào đây là muối, hạt nêm cờ no và đường. Các bạn nêm nếm lại cho nó vừa ăn nhé. Mình nêm nếm gia vị đó rất là vừa ăn rồi đó, rất là thơm và ngon. Cuối cùng thì mình đã tắt bếp và mình bắt xuống dưới nè. Mình cho nó vô cái nồi nấu á, để mình ăn cùng với gia đình. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn đó cả nhà. Mình sẽ bắt trực tiếp lên bếp nè. Mình nhúng rau ha. Các bạn có thể bỏ lên bếp ga. Mình vừa ngồi vừa ăn và mình vừa nhúng luôn. Mình cho vào đây một ít rau muống nè. Rau nộp bình và một ít bông chuối. Cái nước của mình nêm rất là vừa miệng. Ăn nó chua chua, ngọt ngọt và đậm đà. Rất là thơm và ngon nha cả nhà. Mình sẽ cho thêm vào đây chế ớt cho nó nhìn cho nó ngon. Và cho nó bớt cái mùi hăng á. Các bạn ăn cùng với bún tươi hoặc là ăn cùng với mì cũng được.
rất là ngon và hấp dẫn nha. Cái phần cá này á, thì mình ăn mình chấm với phần nước mắm tỏi gừng lúc nãy mình đã giã, rất là ngon và vừa miệng luôn đó cả nhà. Ăn cái lẩu này ăn rất là ngon và không bị ngán nè, rất là đơn giản và dễ làm nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.